Yo, xin chào anh em, mình là Tuấn và hôm nay mình sẽ quay trở lại với kênh Làm Phim của Nam Trịnh với một cái series hoàn toàn mới. Series mới này là ý tưởng của mình. Mình thì thật sự cũng có cơ hội là được dùng rất nhiều loại máy. Hiện tại bây giờ trên bàn mình sẽ có là Canon 1DX Mark 2 và Canon R. Thì sẵn tiện thì không có hãng nào đặt hàng mình review bất kỳ cái sản phẩm về máy móc cả. Hay là trong video này mình sẽ tạo một series với tên là Có gì review nấy. Thì hiện tại bây giờ mình có 3 thiết bị: Canon EOS 1DX Mark 2 và Canon R. Ngoài ra còn một thiết bị mình đang dùng để quay phim nữa, đó là Sony A73. Ok, và tất cả các shot bạn đang coi đây đều được quay bằng Sony A73 ha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu tập 1 của series này bằng cách review cái máy là Sony A73. Và nhân tiện nói về Sony thì mình có cơ hội, gần như là mình là fan Sony và mình xài rất nhiều máy. Mình xài từ A6000, sau đó mình xài tới hai cái A6003, A6004, A6005 và cuối cùng là cái A73 này. Và sau đây là những cái nhận xét của mình về những dòng máy của Sony nói chung và đặc biệt là Sony A73, những cái gì mình thích ở nó và những cái gì mình không thích ở nó. Ok, đón xem tập 1 mình nha. Ok, điều đầu tiên mình thích ở Sony A73 này là có Adlock 3. Ok, Adlock 3 thì đã có trên là A6003, A6004, A6005, A6007 gì rồi. Thì A73 là một những chiếc mà có được Adlock 3. Và Adlock 3 là một cái hệ lock mà mình nghĩ là xịn sò nhất của hàng Sony và xịn sò hơn những dòng máy của Canon, Fuji hay là cả Bana luôn. Nó được 14 cộng Dynamic Range Stop, 14 cộng Stop Dynamic Range, rất là nhiều các bạn. Bạn tưởng tượng nha, thường những cái máy khác á nó rơi khoảng tầm 10 stop thôi, 10 đến 11 stop thôi, nhưng mà cái dòng máy của Sony, nhất là Adlock 3, nó được 14 stop cộng. Và thật ra Adlock 3 được Sony tạo ra để tương thích lên tới 16 stop luôn. Mà hiện tại bây giờ Sony chỉ mới làm được tới 14 stop cộng thôi, nhưng mà rất là kinh khủng rồi. Và nào chưa biết Dynamic Range thì coi ví dụ cụ thể nè. Hiện tại bây giờ là 12 giờ 20 mấy phút rồi và trời nắng, thực sự là nắng rất là chang chang luôn. Thành ra là bây giờ mình sẽ test được cái Dynamic Range nó rộng như thế nào ha. Đầu tiên bạn nhìn vô cái scene này, bạn thấy nếu mình quay bằng Sony A73 nè thì bạn vẫn thấy những cái mây trời. Ok, trời hôm nay rất ô nhiễm, hơi đục xíu mà vẫn thấy được mây. Ok, còn những cái điểm shadow thấp, ví dụ như là ở dưới gầm cầu và những chỗ tối tối, hoặc là cái mặt mình, hoặc là những cái khu vực này nè, thì nó vẫn được là giữ được luôn, nó kêu là nó sẽ lấy được rất là rộng. Ok, còn nếu bạn nào chưa hiểu về Dynamic Range lắm á thì mình sẽ chỉ bạn rất là dễ như thế này. Là hiện tại bây giờ mình cố gắng ra đúng 12 giờ trưa để chi lúc nó nắng nhiều nhất, và sự chênh lệch giữa vùng sáng và vùng tối nó cao nhất. Thì những cái thiết bị máy thông thường như là mình đã nói rồi, nhưng mà đang dùng Canon nè, thì bạn quay trường hợp này á, cái phần mây á, bạn sẽ không thấy được những cái màu của bầu trời, không thấy được mây màu trắng và chỉ thấy được đúng duy nhất là mây thôi. Tại khu vực đó nó quá sáng hơn cái Dynamic Range của sensor ấy ghi được. Thành ra phần nào sáng quá, quá cái mức Dynamic Range nó thu được á, nó sẽ là chỉ màu trắng thôi. Và dùng nào tối quá, tối hơn cả mức Dynamic Range mà có thể ghi được á, thì nó sẽ là màu đen. Thành ra khi mà bạn quay những cái máy Dynamic Range thấp á, thì bạn sẽ bị giới hạn rất là nhiều, bạn không quay được trên sáng. Còn đối với Adlock 3 các bạn, đây là cái máy kiểu như là hệ máy mirrorless, những hệ máy mà máy ống kính rời và máy chụp ảnh để quay phim á, nó là một cái máy rất là xịn với Adlock 3, thu được rất là nhiều thông tin, và lúc đó bạn dễ quay, bạn khỏi sợ sau này bị cháy rồi, cái này sẽ mất chi tiết, đang thui không thấy được vải vóc gì đó. Nói chung là Adlock 3 là cái thứ gì đó rất là thần thánh luôn, và mình không hiểu là tại trong tầm giá này tại sao người ta chọn Sony như vậy. Thì mình nghĩ là do cái Adlock 3 thôi. Còn một số bạn mình thấy rất nhiều bạn nói chơi Adlock 3 bị noi tất cả thứ, thì vấn đề ở đây là tay nghề quá kém. Và mình chắc chắn là mình sẽ làm một video hướng dẫn bạn quay Adlock 3 sao cho chuẩn. Thật ra mình đã có làm rồi, mà các bạn chắc các bạn chưa hiểu lắm đó thôi. Thì cái đó thì mình sẽ nhờ bạn anh Nam sẽ làm tiếp về Sony Adlock 3 ha. Ok, cái điều thứ hai mình thích ở Sony A73 là chế độ chống rung tích hợp trên thân máy luôn. Bây giờ mình sẽ thử đi và anh Nam sẽ đi bộ theo quay mình, và cảm giác bạn sẽ coi thử chế độ chống rung nó như thế nào nha. Ok, hiện tại bây giờ đang là quay ở tiêu cự 35 và anh Nam đang đi bộ, không sử dụng gimbal bất cứ thứ gì cả. Và bây giờ anh Nam sẽ chuyển qua tiêu cự là 16. Ok, rồi mình sẽ tiếp tục đi hụt lùi. Anh em thấy là đang đi hụt lùi lên cầu sắt ôm cua luôn các bạn. Ok, khả năng chống rung của Sony A73 đối với mình thật sự là quá vừa để sử dụng rồi. Nó không có mà bị bất tiện gì cả. Khi bạn cầm một tay hoặc bạn cầm đi bộ hay tất cả mọi thứ thì mọi cái chuyển động đều được máy chống rung rất là tốt. Và anh em không cần phải thêm gimbal bất kỳ thiết bị gì cả, trừ khi anh em cần những shot đặc thù gimbal thôi. Còn không, đối với mình cái máy Sony A73 này phù hợp cho anh em chơi đủ mọi thứ chống rung, không phải lo cả. Ngay trên cầu này thật sự nó đang lắc rất là nhiều các bạn, và máy vẫn ok. Đó là điểm thứ hai mà thích ở Sony A73. Tiếp theo, cái điều thứ ba mình thích ở con Sony A73 này, đây là chiếc mirrorless full frame. Cái chuyện mà full frame và crop khác nhau như thế nào thì anh em đã coi YouTube mà là đọc là anh em đã biết rồi. Thì cái full frame sẽ lấy được rộng hơn và nó có cái DOF riêng của full frame, thành ra anh em sẽ nhìn nó sâu và ok hơn rất là nhiều.
Nhưng cái đó là chỉ là một vấn đề nhỏ thôi. Vấn đề lớn ở đây là cái máy này, đây là một cái máy thiết bị hỗ trợ bạn quay video 4K ở full frame và không bị crop. Đó mới là vấn đề. Mình đang sử dụng hai con máy của Canon, lúc nãy đầu video mình đã nói rồi, là Canon EOS-R và Canon 1DX Mark II. Thì hai con đó khi bạn quay full HD nó vẫn bình thường, vẫn full frame. Tuy nhiên khi chuyển qua chế độ quay 4K thì nó sẽ bị crop lại. Đặc biệt là con EOS-R nó sẽ bị crop hơn rất là nhiều. Có nghĩa là bạn bỏ tiền mua một chiếc full frame mà khi mà bạn quay 4K thì bạn lại bị crop. Nó giống như kiểu như là anh em đang xài A73 mà khi anh em quay full frame anh em thành con A63, nó mất giá trị. Tuy nhiên đối với con A73 này anh em quay full frame sẽ không bị crop. Nói chung đây là một con quay 4K xịn sò nè các bạn. Rồi, còn một điểm đó mình thích nhưng mà nó là một điểm nhỏ thôi. Thành ra mình sẽ nói luôn ở trong phần điểm này luôn, là điểm thứ ba. Ok, vẫn điểm thứ ba nha. Là mình thích ở đây là con Sony A73 này có một cái nút tùy chỉnh giữa crop và full frame. Thành ra khi anh em mua con A73 đó thì anh em sẽ có luôn cả một cái con A6300 hoặc A6500. Không, có thêm con A6500. Nghĩa là khi anh em bấm nút này, anh em bấm thử giùm em nè. Đây là tiêu cự crop nè các bạn. Mình không hề chuyển tiêu cự đóng kính cả. Tuy nhiên mà thấy không, nó sẽ phóng gần lại xíu. Và đây là crop. Thật ra nó chỉ crop hình ảnh lại của full frame thôi. Ok, bây giờ chuyển lại full frame coi cho đẹp anh em. Ok, đó là cái những cái điểm mình thích ở số 3 này. Máy full frame, quay 4K full frame không crop và có một nút chuyển chế độ giữa full frame và crop. Thành ra anh em mua một cái Sony A73, anh em sẽ có luôn một cái Sony A6500. Hai cái máy trong một, rất là lời đúng không ạ? Điều thứ tư cũng là cái điều cuối cùng và điểm chung luôn, tại sao mình thích Sony, tại sao mình thích Sony A73. Thì đây là những điều mình thích. Đầu tiên, Sony là một máy được rất nhiều anh em quay video lựa chọn để sử dụng quay, nhất là ở Việt Nam anh em làm nghề tất cả mọi thứ. Vì thứ nhất nó bền, thứ hai giao diện của nó khá là trực quan với những menu có thể điều chỉnh được. Ngoài ra thì con A73 này nó sở hữu màn hình cảm ứng, anh em có thể chạm những cái nét rất là nhanh giống như anh em sử dụng điện thoại vậy đó. Tiếp theo là những cái máy Sony nó rất là nhẹ các bạn. Thành ra nhất là những cái con mà nhỏ gọn như là A63, A64, A65 vậy đó. Tất cả những con đó anh em có thể cầm handheld một tay và rất là nhẹ nhàng nha các chị em phụ nữ vẫn quay rất là xịn sò. Mình biết rất nhiều chị em YouTuber làm bằng những cái máy Sony rồi bạn. Dễ xài, dễ sử dụng, menu tất cả mọi thứ ok. Và chế độ lấy nét của Sony cũng là một cái gì đó rất là ưu điểm các bạn. Khi mà bạn sử dụng những cái dòng máy khác, mình trước đây cũng đã dùng Bana rồi và biết cái nét Bana đó thì xịn hơn Sony ở duy nhất một chỗ là chắc kinh thôi. Ok, là khi bạn di chuyển thế này á thì Bana nó vẫn dí được, còn Sony thì cảm giác có thể là nó bị tụt một chút. Tuy nhiên những chế độ lấy nét khác của Sony gần như quá hoàn hảo so với những đối thủ khác, nên chế độ nét mình sẽ cho họ là một điểm cộng. Điểm tiếp theo ở những cái con Sony mà mình thích nữa là cái hệ sinh thái của nó. Do nhiều người dùng lắm, thành ra hệ sinh thái, phụ kiện hay là sửa chữa hay tất cả mọi thứ về Sony, anh em mua về anh em sẽ hoàn toàn yên tâm về nó. Ok, đó là bốn điều mình thích nhất của Sony nói chung và Sony A73 nói riêng. Sau đây là những điều mà cảm giác Sony cần phải hoàn thiện, cần phải cải thiện nha. Ok, cái điều đầu tiên mình không thích ở Sony là ở cái màn hình không lật được. Sony chỉ lật được lên kiểu như không lật ngang được cái mình xem các bạn. Mình rất thích cái chuyện lật ngang của hàng Canon hoặc Panasonic. Tại vì khi mình làm vlog thế này mình cầm một tay, thì khi mà mình di chuyển như thế này hoặc mình đi, mình cái kiểu mình chào các bạn, mình là Tuấn và hôm nay mình đang cầm cái máy như thế nào đó, kiểu như vậy. Thì mình không biết là ở trên đầu của mình á, nó còn có trống hay không, có bị cắt cái đầu hay không, hay là khung mình có lệch lên lệch xuống và chảy phải, mình không thấy được khung, nó khó canh. Thường á, anh em nào làm kinh nghiệm nhiều thì mình hãy cầm ok rồi đẹp rồi. Hoặc những cái lens, ví dụ như đang mình đang dùng cái khẩu là mình đang dùng cái tiêu cự là 15, thành ra nó rất là rộng, mình dễ lấy hơn, mà thật sự mình rất khó canh khung. Nhưng mà mình có một giải pháp mà đây mình chia sẻ luôn, anh em nào dùng Sony á, mình có một giải pháp như thế này. Đầu tiên á, bạn có thể sử dụng màn hình rời. Và màn hình rời khi mà anh em gắn lên cổng mic á, nó sẽ bị không mất đi cho mic rồi, không thể gắn mic được. Mình sẽ có cái kỹ thuật này mình sẽ chia sẻ các bạn. Ok, mình có màn hình đây rồi. Thông thường anh em sẽ gắn cái chân màn hình này lên cái cổng mic. Nhưng mà nếu làm vlog với Sony các bạn thì bạn sẽ nên sử dụng cái ốc tripod như thế này và bạn gắn vào. Ok, nhớ dặn ốc cho cứng nha bạn. Sau đó thì anh em cứ việc xoay lại thôi. Ok, và bây giờ mình đã xong rồi bạn. Ở trên thì được có cái mic nè. Dưới đây có màn hình để mà canh khung. À, ok, đầy đủ hết rồi. Ở đây lộ thêm trang quay phim. Ok, với giải pháp này anh em vẫn có thể coi được cái khung của mình quay có chuẩn chưa. Vừa được sử dụng cái máy Sony anh em yêu thích mà không phải lo là quay bị cắt hay bị khung hay gì đó. Mà anh em có thể đổi tay như thế này được luôn, rất là tiện. Và cái điểm tiếp theo nữa, một cái điểm này nói chung là nó cũng là có một nhược điểm mà nó giao hai lưỡi. Bạn phải tốn tiền mua thêm màn hình nè, thêm pin nè và thêm ổ cứng nữa. Và tiếp theo đó bạn thấy là hơi bị rung không? Tại vì nó nặng mà. Khi bạn gắn một cái bộ máy và lens đã quá nặng rồi, bây giờ phải cày thêm màn hình nữa.
Tuy nhiên nó là một giải pháp mình nghĩ là khá là thích hợp để khi anh em quay vlog như vậy. Nếu anh em quen rồi ok như vậy vẫn được, nhiều anh em vẫn như vậy không có nhìn màn hình. Tuy nhiên nếu những trường hợp quay vlog mà vừa đi phức tạp kiểu như thế này, sau đó lại có thêm một anh A, anh B, anh C gì đó, anh em muốn nhìn vô chỉ như vậy chỉ nè, nhưng có thể là bị mất, nó bị hoặc là máy đã có nét chưa hay chưa nét gì đó thì anh em không nào biết được. Thì anh em nào đang xài Sony hoặc thích Sony quá thì đây mình nghĩ là cái giải pháp tốt nhất cho anh em nha. Ok, hiện tại bây giờ mình đang ở cộng cà phê, mình mượn quán quay phim thành quảng cáo một xíu ha. Ok, mình đã nói những điểm mình thích ở Sony nói chung và Sony A73, thì bây giờ là những điểm mình không thích ở Sony và Sony A73 nói riêng. Thì điểm đầu tiên mình không thích là ở Sony là hệ màu của Sony. Ok, cái file lock Sony đã xịn, anh nói em cho tất cả thứ ok rồi. Tuy nhiên nếu mà so sánh cái hệ màu lock của Sony với cái C-Lock của Canon á, thì C-Lock Canon nó sẽ hơn về mặt skin tone, có nghĩa là màu da. Khi nào anh em quay màu da bằng Canon á, vẫn luôn luôn đẹp hơn và so với Sony. Và cái điểm này thì mình sẽ nói sau khi mình review những con như là LSR hay là con E1DX Mark II. Bây giờ mình sẽ tạm thời nói vậy thôi, tuy nhiên anh em đừng lo nha. Cái color science của hàng Sony vẫn rất là ok. Anh em coi clip này đi, nếu mà thấy ok thì vẫn là ok. Hiện tại mình đang quay trực tiếp cái video này bằng Sony A73. Và nếu anh em thấy video này ok thì chất lượng của nó đã đủ đem lại các bạn rồi. Anh em đừng quan tâm lắm nha, tại thực sự Sony quay quá là đẹp. Mình không phải chơi đâu, thật ra là thằng Canon nó nhỉnh hơn một xíu, nhất là về phần skin tone, nghĩa là về phần da đó, cả mọi thứ thì Canon ok hơn. Rồi, điểm thứ hai mình không thích ở Sony nữa là nó không quay được 24 frame góc. Anh em biết mà điện ảnh thì mới quay được 24 frame. Tuy nhiên Sony chỉ quay được là 23,9 mấy các bạn chứ không được 24 frame chuẩn. Nhưng mà hình như những cái máy mình biết, những cái máy mà mirrorless, những cái máy mà máy ảnh mà để quay ống kính rời để quay phim á, thì chỉ có duy nhất là Canon có quay được 24 frame góc, đó là một điểm mạnh. Ok, và đặc biệt là một thứ mình không thích ở Sony nữa là ở giai đoạn này á, là mình đang có nhu cầu là đổi một cái máy mới. Tuy nhiên những cái dòng máy mới của Sony á, thì họ vẫn chưa nâng cấp lên một chức năng mà mình thích, đó là quay 4K 60 frame. Hiện tại bây giờ máy này chỉ quay được 4K 24 frame và 4K 30 frame thôi, không quay được 4K 60 frame. Thành ra nếu anh em nào quay 4K, anh em sẽ bị mất cái slow motion, thế nên anh em không có nào quay được 60 frame để slow motion xuống. Và nếu anh em nào quay full HD mà 60 frame mà anh em scale lên á thì chi tiết sẽ giảm, đúng không? Tại quay full HD mà phóng bự lên thành 4K chi tiết sẽ giảm. Thì đó là những cái thứ mà mình cảm giác hơi thất vọng. Tại vì mình rất thích Sony, thật sự mình là một fan Sony mình rất thích. Mình muốn đổi một cái máy khác, tại vì mình xài Sony A73 này rất là lâu rồi. Bây giờ muốn một cái A74 hay gì đó, nhưng mà hiện tại bây giờ vẫn chưa có 4K 60 frame. Đó là một cái đặc điểm mình rất là buồn. Mình hy vọng Sony sẽ ra một cái máy nào đó 4K 60 frame theo nguyện vọng mình, và mình sẽ mua ủng hộ Sony một cái nữa. Tại thực sự mình cũng khá là thích Sony về mọi thứ. Ok, đó là những cái điều mà mình thích và không thích ở Sony. Những phần lại mình rất là thích rồi. Tuy nhiên đó là mình. Hiện tại bây giờ đây mình chỉ chia sẻ với bạn luôn, đây là video cuối cùng anh Nam còn làm ở Việt Nam chung với nhóm tụi mình. Thành ra mình sẽ nhờ anh Nam nói về cái máy này, anh Nam thích gì ở Sony và anh Nam không thích gì ở Sony nhé. Trời, anh em mà chơi với nhau biết bao nhiêu lâu rồi mà giờ nó còn hỏi mình thích không thích gì, mà giờ nó làm nguyên cái video. Cái hàng bên này nè bạn, à đây cái hàng bên này ha, ngồi nhìn máy ký bên này nè. Rồi đây, nó làm xong rồi nó làm đã, nó kêu mình còn thiếu gì làm phụ nữa nè. Còn hàng này thì không có nói gì hết, hàng này chỉ có ngồi vô làm như kiểu, thấy không, mình chưa làm gì hết. Rồi, vậy thì tất cả những gì Tuấn nói là mình đã trải nghiệm qua, mình cũng thấy là những gì Tuấn nói là rất là ok. Nhưng mà còn một cái nữa ha, cái đó là cái về cái vấn đề mà cân bằng trắng hay là các bạn setting white balance á. Có cái điều là white balance nó cũng là cái điểm mạnh cũng là điểm yếu luôn. Điểm mạnh là sao, bạn có thể custom white balance rất là nhanh luôn, nhanh hơn cả Canon R, nhanh hơn cả một DX Mark II luôn. Rất là thoải mái để mà bạn set white balance cho nó chuẩn, chỉ cần cái sử dụng cái miếng cạc xám 50.000 này thôi. Để mà custom white balance thì anh em chỉ cần mua cái cạc xám 50.000 thôi là anh em có thể cân bằng trắng theo ý của mình được rồi. Đơn giản lắm, các em chỉ cần vào mục white balance, rồi anh em chọn đến mục set custom white balance, rồi anh em đưa cái cạc xám làm sao mà cho nó vô cái ô tròn ở giữa cái khung á, trong cái khung hình á, rồi anh em nhấn nút giữa bạc, rồi anh em set nó làm white balance luôn. Sao nhanh không? Nhưng mà white balance nó có cái gì điểm yếu gì là nó bị cái là nó cái auto white balance của nó dở lắm bạn, tự động nó nhảy cái màu gì mà nó ra cái màu mình, cái thiệt không bao giờ mình có thể white balance auto trên cái máy Sony A73 mình có thể chỉnh màu ok được. Rồi, mình đã làm xong một cái video nói về cái Sony A73, những gì mình thích và không thích với dòng máy này. Thì đây là cái tập đầu tiên series, thành ra mình muốn nhận sự đóng góp anh em, ví dụ cần bổ sung thêm cái gì để tiếp theo là mình sẽ làm về Canon LSR
và Canon 1DX2, đó là hai dòng máy mình có. Và sẵn tiện thì mình sẽ kiểu như là một chút disclaimer luôn là ba cái dòng máy này là bên mình nhóm làm phim Nam Trịnh bỏ tiền ra mua, không hề nhận bất kỳ đồng tài trợ nào từ Sony hoặc từ Canon, hay là những thông tin mình đăng lên trong video này là những cái gì mà mình và nhóm mình trải nghiệm được và mình rút ra giữa Canon và Sony. Gần như là video mình cũng hơi so sánh giữa Sony Canon nhiều, thì bên mình sử dụng hai dòng máy này nhiều hơn. Mình cũng có thời gian sử dụng Panasonic nhưng mà rất là ngắn, không có thời gian dài, nên ra mình cũng không dám đánh giá gì nhiều, chỉ có so sánh giữa Sony và Canon để anh em có nhiều sự lựa chọn. Và video tiếp theo về làm về Canon R, anh em muốn là mình sẽ so sánh giữa nên mua giữa Sony A73 với lại Canon EOS R hay không, hay là muốn làm một cái video chung hoặc là một video riêng, đó là những cái gì mình cần các bạn comment bên dưới, những gì bạn quan tâm để mình tổng hợp cái series làm sao cho hay hơn. Và thực sự là mình cũng sử dụng cái máy khá là nhiều, mình cũng biết được nhiều thứ nhưng mà mình không biết các bạn đang cần những cái gì á, thành ra mình rất mong nhận được nhiều cái comment bên dưới để có thể biết hơn. Hiện tại thì bây giờ mình có một thông báo là đây là cái video cuối cùng của anh Nam tại Việt Nam, thành ra bây giờ chắc là xin phép bạn cho ba anh em mình vô ngồi tâm sự một chút. Ơi, hello anh em. Mình cũng thông báo là mình sẽ đây là video cuối cùng mình làm ở trên kênh làm phim cùng Nam Trịnh, mà đó là video ở Việt Nam thôi nha. Cuối cùng ở Việt Nam chứ không phải cuối cùng luôn. Cuối cùng ở Việt Nam thôi. Cọc cọc kìa. Cọc chứ, ý cuối cùng luôn. Thì mình qua bên kia thì mình sẽ sắp xếp công việc, thì đó mình cũng vẫn tiếp tục làm những cái tutorial hướng dẫn các bạn quay phim, sau đó để mà các bạn vẫn có thể theo dõi được kênh của mình ha. Thì ngoài ra là Tuấn và Đạt và những anh em vẫn còn ở Việt Nam thì vẫn sẽ tiếp tục làm những cái tutorial vui mà rất là hay để giúp cho anh em có thể quay phim tốt hơn. Tuấn có lời nhắn nhủ gì không kìa? Nam nói là muốn khóc quá. Đá cho con khóc không nè? Không nói được nên là giả bộ khóc để giúp Nam đi rồi mình cười. Trời. Ok, Nam nói cũng chúc Nam ở bển là sau khu xếp công việc càng sớm để làm được nhiều video up trên kênh hơn. Ok. Thì Nam sẽ là một những YouTuber Việt Nam, không, những Nam sẽ qua Mỹ làm clip làm phim ở Mỹ. Còn mình với Đạt ở Việt Nam mình cũng sẽ tiếp tục làm những cái phim tutorial cho bạn, những clip hướng dẫn các bạn cách làm phim sau đó. Thì nhưng mà thực sự là anh em cần cái chủ đề gì hay gì đặt đặt hỏi bên dưới đi, mình sẽ coi mình trả lời từ từ. Thật sự cũng bị bí tưởng, chả biết làm gì, nói chung là anh em không biết cái nào cứ hỏi, xong rồi mình biết cái nào mình sẽ chỉ. Ok, vậy thì sẽ có sự tương tác qua lại hay hơn ha. Sẵn tiện thì trong video thì mình cũng có nói về hệ màu Sony hay tất cả mọi thứ gì thích không thích á, nhưng mà mỗi dòng máy thì đều có một cái điểm mạnh và điểm yếu riêng, thành ra anh em đừng có mà bi quan quá, coi xong không muốn mua Sony hay là coi vậy xong rồi cái lại không muốn mua Canon hay cái gì đó, mình không muốn như vậy. Tại vì mỗi cái dòng máy đều có mang lại một cái giá trị cho người dùng, đều có cái giá trị cho người dùng hết, quan trọng là bạn sẽ fit, bạn sẽ phù hợp với một cái hãng nào, cái mai dòng máy nào đó thôi. Nếu như mình cầm A63 mình thấy là mua được Sony còn nhẹ, còn A73 mà so với thì cái nó do các bạn phải trải nghiệm nhiều các bạn mới cảm thấy là nó phù hợp hay không. Mà còn của Đàn sao, từ ngày xài bị hack xài Sony xong rồi xài Canon R, xài mấy cái kia thấy sao? Em sau một năm vẫn vô địch. Đó, bạn năm cũng vô địch luôn. Đúng rồi. Ok, vậy như thường lệ cuối video mình sẽ chiếu những cái footage mà mình quay bằng Sony nói chung nha, tại vì ở nhóm mình sẽ xài A63, A65, A64, A73 luôn, thành ra là mình chiếu footage quay bằng Sony Xlog 3 cho anh em coi thử. Anh em nào thấy vừa mắt hay tất cả mọi thứ gì đó thì mua Sony, còn nếu không chưa vừa ý thì chờ video tiếp theo là EOS R. Ok, và tất cả những footage này mình sẽ quay bằng Xlog 3, thành ra anh em nào coi mà Xlog 3 quay không giống như được như mình á, nghĩa là anh em đang setup sai gì đó thì đừng ngại ngần nha, cứ để cái link video mình xuống mình sẽ coi và làm hướng dẫn ha. Thắc mắc gì cứ hỏi đi, mình nhấn mạnh các bạn cứ hỏi ở video đi, mình sẽ đọc hết á. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại anh em.